kính chào quý vị và các bạn đang lên nhà trên các hội viên tổ quốc thân mến. Vâng, vào thời điểm này thì đã 6:05 buổi chiều tối, trời đã chuyển sang tối rồi. Cửa hàng Thanh Hạnh được chào đón một đoàn khách đến từ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 27 triệu nữa. 26 triệu. 27. Điện. 26 triệu 500. Thế mà cũng mang 30 cho hàng. Có điện. Nhà có. Cửa hàng đang quay dở một clip thì máy phát điện của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh bị sập nguồn. Nên cửa hàng lại tiếp tục quay sản phẩm của ngày hôm nay, rời cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo một đoàn khách về quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội trong buổi tối muộn, vào thời điểm này là 6:15 rồi. Một ngày cửa hàng mất điện nhưng cũng vẫn được đón rất nhiều các đoàn khách vì cửa hàng dùng máy phát điện để phục vụ với những quý khách hàng đam mê âm thanh. Chú mặc áo trắng là chủ nhân của cặp loa 99A màng FB. Chú cùng với các chú cũng có mặt tại Sao Đỏ. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm âm thanh, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sản phẩm của chú đã được đưa lên một chiếc xe rồi. Và Hạnh nhé. Thế thì rút ra chưa? À, đầu tiên vào vào 16 giờ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.